Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tập 47 của bộ truyện Sư Gia Bá Đạo, người đọc Khánh Duy. Nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, Mộ Dung Huỳnh Tuyết đã khóc ướt đầm đìa mặt. Thấy hắn tỉnh lại, vui mừng hớn hở reo lên: "Thiên Sở ca, huynh tỉnh lại rồi, huynh làm muội sợ chết luôn." Ta sao lại nằm ở đây?" Mộ Dung Huỳnh Tuyết đáp: "Muội cũng không biết, sau khi tỉnh lại thì thấy huynh nằm ở đây, muội sợ quá trời, đều là tại muội ham ngủ, huynh nằm ở đó từ bao giờ muội cũng không biết được. Khi muội chạy tới ôm huynh, người của huynh rất lạnh, nhất định là nằm ở đây lâu lắm rồi, cho muội biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Mạnh Thiên Sở gắng gượng ngồi dậy, phát hiện mình nằm ở cửa. Bên cạnh có một cái khăn trắng, ngoài ra còn có một cái cán gỗ treo nghiêng, một đầu đã chạm xuống đất, đầu kia mắc vào dây thừng. Sao gỗ này ắt là thứ dùng để mắc quần áo. Đầu hắn còn rất đau, nghĩ lại chuyện tối hôm qua, bản thân hắn ắt là bị cái sợi dây vải này bao phải, sau đó đầu bị bạch y nữ tử làm cho cái xào gỗ rơi xuống trúng vào đầu làm cho hôn mê. Thế nhưng hắn không muốn nói rõ cho Huỳnh Tuyết, e rằng nàng sẽ sợ. Bản thân hắn không tin có quỷ mà còn sợ thành ra như vậy, nếu đem kể ra khẳng định là dọa nàng chết khiếp. Hắn liền đáp: "Đại khái là ngất đi thôi, một đêm không ngủ có khả năng là mệt quá thành ra đâm ra như vậy." "Huynh nhất định là lừa muội, cửa vẫn mở, đầu của huynh còn trồng sợi vải trắng này, đó là thứ nữ nhân dùng. Huynh có phải là nhìn thấy nữ quỷ không?" Biểu tình của Mộ Dung Huỳnh Tuyết rất kinh khủng. Mạnh Thiên Sở cầm lấy sợi dây vải xem xét rồi đáp: "Ta vừa rồi buồn quá nên sang phòng kế bên xem xét, thấy có sợi vải tơ này liền lấy lại, định khi muội tỉnh lại thì cho muội xem, ai ngờ lại mệt đến nỗi ngủ vùi đi." Mộ Dung Huỳnh Tuyết biết hắn cố tình nói dối để nàng đừng sợ nên không hỏi dồn nữa mà đỡ hắn lên. Mạnh Thiên Sở cầm tay Mộ Dung Huỳnh Tuyết phát hiện lạnh ngắt, xem ra là vừa rồi ngồi dưới đất ôm hắn quá lâu mới thành ra như vậy. Hắn xót dạ nâng tay nàng lên mà hà hơi. Mộ Dung Huỳnh Tuyết liền hơi ngượng muốn rút tay lại, thế nhưng phát hiện hắn càng dùng sức hơn, lại thâm tình nhìn nàng nên e thẹn cúi đầu. "Huỳnh Tuyết, ta ở trong lòng nàng quan trọng như vậy sao?" Mạnh Thiên Sở thủ thì hỏi. Mặt của Mộ Dung Huỳnh Tuyết đỏ như gấc chín, nhẹ nhẹ gật đầu. Mạnh Thiên Sở kéo nàng nằm gọn vào lòng, hai người ôm chầm lấy nhau. Lúc này phương đông đã hửng sáng, trời cũng sắp bình minh. Mạnh Thiên Sở dẫn Mộ Dung Huỳnh Tuyết xuống dưới lầu. Sau một đêm mưa, mặt đất toàn bùn. Mạnh Thiên Sở nhìn đôi hài trắng của Mộ Dung Huỳnh Tuyết, lập tức ẵm nàng lên bước ra ngoài. Mộ Dung Huỳnh Tuyết hoàn toàn không phản ứng kịp, nằm gọn trong lòng hắn, vừa ngượng vừa cùng quẫn, liền trách: "Huynh định làm gì vậy? Ban ngày ban mặt để người ta nhìn thấy là ngượng chết đó, mau bỏ muội xuống đi." Tuy là nói như vậy nhưng nàng lại rúc sát vào lòng của hắn hơn. Mạnh Thiên Sở cười ha ha, ẵm nàng đến cạnh xe ngựa, nhẹ đặt nàng lên xe rồi nói: "Ta chỉ sợ làm dơ đôi hài sạch sẽ của muội, muội cho là ta định làm gì nào? Cho dù có muốn làm cũng không phải là hiện giờ." Nói xong hắn cười với ý đồ rất xấu: "Toàn thế gian này chỉ có huynh là không đàng hoàng nhất thôi." Mộ Dung Huỳnh Tuyết e thẹn nói rồi gọn vào trong xe. Mạnh Thiên Sở cười ha hả: "Đều nói đàn ông không hư, đàn bà không yêu, hiện giờ người mà muội yêu nhất trên thế gian này chính là ta, bởi vì trong tim muội ta là người xấu nhất mà." Mạnh Thiên Sở quay lại nhìn cửa vườn, nhìn thấy trong đám bùn có một thứ lấp lánh, ý lên một tiếng cúi đầu quan sát, thì ra là một hộp sắt vuông. Xem ra là đầu hôm khi tới hộp này bị bùn đất lấp không phát hiện ra, không ngờ bây giờ lại vô tình nhìn thấy. Hắn cẩn thận nhặt lên, do toàn là bùn nên không nhìn thấy gì cả. Hắn quan sát chung quanh, phát hiện ở tàu ngựa có nước mưa đọng, bèn bước tới rửa sạch, cuối cùng cũng nhìn rõ hộp đó là gì. Đó chính là một cái hộp nhỏ không lớn, cũng không mới, có những chỗ cá biệt, có dấu mòn và cũ, hình trên hộp nhìn không rõ. Tử tế quan sát, không ngờ đó là một bức xuân cung đồ. Loại hộp này phần lớn là thứ nam nhân thường dùng. Hắn phí sức lâu lắm mới mở ra được, không ngờ bên trong còn có huyền cơ. Là một hộp không lớn mà có tới 4 ngăn, trong có chứa thứ giống như bột vẽ, gồm 4 màu khác nhau, đều không còn nhiều nữa. Hắn đóng cửa vườn lại, cho xe ngựa quay đầu, sau đó nhìn lên lầu hồi tưởng lại chuyện đêm qua.
Thế nhưng mãi mà không nghĩ thông đã phát sinh chuyện gì. Có thể là còn tình tiết nào đó hắn đã bỏ sót. Hiện giờ tạm thời hy vọng là như vậy. Hắn lên xe ngựa, đưa hộp cho Mộ Dung Huynh Tuyết xem rồi hỏi: "Muội xem giùm ta, coi đây là thứ gì?" Hắn giấu nắp hộp đi, sợ Mộ Dung Huynh Tuyết nhìn thấy sẽ không hay. Mộ Dung Huynh Tuyết tiếp lấy xem xét, lúc sau lắc đầu nói: "Huynh lấy từ đâu ra vậy? Đây là thứ gì?" "Ta nếu biết còn hỏi muội làm chi, ta còn tưởng đây là thứ phấn trang điểm gì đó của các cô nương dùng." "Không phải đâu, nếu là son phấn thì phải có mùi, cái này mùi rất khắt, sao lại có cô nương nào dùng lại phấn như vậy chứ?" Ngẫm lại cũng thấy đúng, Mạnh Thiên Sở tiếp lại hộp phấn, sau đó đậy nắp lại. Hắn đưa Mộ Dung Huynh Tuyết về nhà nàng, xong cũng trở về nhà. Lòng nghĩ Mộ Dung Huynh Tuyết có thể không biết vật này là do dù nàng là nữ nhưng trời sinh đằm thắm, gia cảnh lại bần hàn, suốt ngày đầu tắt mặt tối, có khả năng không tiếp xúc nhiều với mấy thứ này, nên có thể đem nó đi hỏi ba vị phu nhân, chắc có người biết. Hắn gọi ba nàng Hạ Phượng Nghi cùng ra vườn, sau đó đưa hộp cho các nàng xem, lại sợ họ hiểu lầm về đồ án nằm trên hộp, nên mở ra trước bảo: "Các nàng xem giúp ta, trong này là thứ gì?" Phi Yến chồm tới nhìn rồi hỏi: "Chàng tối qua suốt đêm không về, chẳng lẽ nhìn cái hộp này suy nghĩ suốt một đêm sao?" Mạnh Thiên Sở trừng mắt với nàng: "Nhìn kỹ đi." Hạ Phượng Nghi đưa hộp lên mũi người, nhíu mày hỏi: "Có phải là màu do họa sư dùng để vẽ không?" Mạnh Thiên Sở đáp: "Ta trước đó cũng nghĩ là như vậy, thế nhưng cảm thấy không đúng lắm, bởi vì cái hộp nhỏ như thế này cũng không đựng được bao nhiêu màu đâu." Hạ Phượng Nghi nói: "Thiếu gia nói cũng đúng, cái này là cái gì, thiếp đúng là không nhận ra." Mọi người thấy Tả Giai Âm không lên tiếng đều quay lại nhìn nàng. Nàng cười hỏi: "Nhìn ta làm cái gì?" Phi Yến đáp: "Trong nhà ngoại trừ thiếu gia, tỷ là vạn sự thông của chúng tôi rồi, thiếu gia không biết, đại phu nhân không biết, chúng tôi không nhìn tỷ thì nhìn ai?" Tả Giai Âm nhìn Mạnh Thiên Sở nói: "Nếu không ngại đưa thiếp coi cái nắp hộp được không?" Tả Giai Âm nói vậy, hai nàng còn lại bây giờ mới phát hiện tay của Mạnh Thiên Sở đã che cái nắm nắp hộp đi. Mạnh Thiên Sở cười khành khạch giao cái nắp hộp cho Tả Giai Âm. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến cùng chồm tới xem, vừa xem đã đỏ mặt ngượng ngùng lè lưỡi rồi cúi đầu. Tả Giai Âm nhìn nắp hộp một chút rồi nhìn thứ ở bên trong hộp, ngẫm nghĩ lát xong nói: "Món này ắt là của nam nhân." Mạnh Thiên Sở vui mừng nói: "Tiếp tục nói đi." "Hoặc là chúng ta có thể nghĩ là thứ mà nữ nhân đem tặng cho nam nhân." Mạnh Thiên Sở lại hỏi: "Thế nhưng để làm cái gì?" "Thứ trong hộp dùng làm gì thiếp còn chưa biết, nhưng thứ này có quan hệ với loại thủ nghệ hay nghề nghiệp này. Và nếu để dành cho nam nhân dùng, và nam nhân bình thường sẽ không cẩn thận để trong cái hộp xinh xắn thế này, vì nó là thứ có thể mang theo người, vậy có liên quan trực tiếp đến nghề nghiệp hay nhu cầu của người đó. Và từ hình trên nắp hộp mà xét thì nữ nhân nếu tặng cho nam nhân sẽ có mối quan hệ không tầm thường." Mọi người nghe Tả Giai Âm nói như vậy đều gật gù cho là phải. Mạnh Thiên Sở tuy cảm thấy nàng nói có lý, nhưng món trong hộp là thứ gì thì ba người họ đều không biết. Xem ra đây không phải là thứ người thường có thể dùng, hay ít nhất không phải là thứ thường xuất hiện trong sinh hoạt đời thường. Như vậy món có màu sắc đủ thứ trong hộp này là thứ gì đây? Hắn quyết định đến hỏi người trong nha môn, hy vọng là có người biết qua thứ này, nên đứng dậy đi ra ngoài. Hạ Phượng Nghi hỏi: "Đến giờ ăn rồi mà còn đi nữa sao?" Mạnh Thiên Sở nghĩ từ trưa qua tới giờ mình chỉ ăn có một bữa cơm, bụng cũng đúng là đói thật, hay là ăn rồi chiều hãy đi. Hắn quay lại đóng nắp hộp bỏ vào người, ngồi xuống cau mày suy nghĩ. Tả Giai Âm đến ngồi kế hắn. Phi Yến vội vàng đứng dậy đi dọn cơm. Giai Âm nói: "Phá án thì chàng là chuyên gia, thiếp không thể xen vào. Thế nhưng có lúc đừng chỉ suy nghĩ một hướng, khi có nhiều cách suy nghĩ khác nhau, vấn đề đại khái sẽ đơn giản hơn rất nhiều." Mạnh Thiên Sở biết nàng lo cho mình, mỗi lần phá án hắn đều như vậy, cơm nước không ngon, hoặc là ra ngẩn vào ngơ, hoặc là phát cuồng. Hắn vỗ nhẹ lên tay nàng bảo: "Đừng lo lắng, ta chỉ nghĩ chút thôi, khi ăn cơm ta sẽ không suy nghĩ nữa." Phi Yến gọi mọi người ăn cơm. Hạ Phượng Nghi ra hiệu cho Mạnh Thiên Sở đỡ Tả Giai Âm vốn thân thể ngày càng nặng nề. Trên bàn ăn, Hạ Phượng Nghi vì không để cho Mạnh Thiên Sở nghĩ đến án trên bàn ăn nên cố ý nói: "Tối hôm qua chàng không ở nhà, bọn thiếp làm cái gì không?"
Phi Yến gọi mọi người ăn cơm. Hà Phượng Nghi ra hiệu cho Mạnh Thiên Sở đỡ Tả Gia Âm, vốn thân thể ngày càng nặng nề. Bên trên bàn ăn, Hà Phượng Nghi vì không để cho Mạnh Thiên Sở nghĩ đến án tử trên bàn ăn nên cố ý nói: "Tối hôm qua chàng không có ở nhà, biết bọn thiếp làm cái gì không?" Mạnh Thiên Sở hỏi: "Các nàng có trò mới gì, ta sao mà biết được?" Phi Yến ắt là nhớ đến chuyện tức cười đêm hôm qua, chợt phì ra bắn cả cơm nước ra ngoài, vội bụm miệng lại. Mọi người thế vậy đều cười lớn theo. Phi Yến chùi miệng trừng mắt mà nói: "Đừng cười có được hay không, muội như vậy có gì đáng tức cười đâu, chuyện tối hôm qua mới là đáng tức cười." Mạnh Thiên Sở lập tức cảm thấy hứng thú: "Vậy sao, nếu như có thể khiến nàng nghĩ đến phì cả cơm như vậy, ta rất muốn nghe thử coi nó tức cười đến mức nào." Phi Yến thấy hắn lấy làm thích thú như vậy, liền bỏ chén xuống bàn, không ăn cơm nữa, nhướng mày hớn hở nói: "Tối hôm qua ba chúng thiếp ở nhà chán quá, chàng không có mặt, không ai kể chuyện ma cho nghe, nên tự thiếp nghĩ ra. Chàng không biết đêm qua tụi thiếp làm gì đâu, tụi thiếp diễn kịch luôn đấy." Mạnh Thiên Sở thấy Phi Yến phấn khởi như vậy, cười hỏi: "Diễn ra thế nào?" Phi Yến nói: "Chàng trước hết đừng hỏi ra, chàng không biết đâu. Đại phu nhân mặc y phục của chàng giả làm nam nhân, một nha hoàn mang đồ ăn vào nhìn thấy nói luôn: 'A, thiếu gia về rồi.'" Mạnh Thiên Sở cười lớn, Hạ Phượng Nghi cùng mọi người cũng cười theo. Phi Yến lại cười nói tiếp: "Còn nữa nha, chờ đã." Nét cười trên mặt Mạnh Thiên Sở đột nhiên ngưng lại, hắn giơ tay ngăn, tiếp đó đứng bật dậy nói: "Hay, rất hay, nàng khơi gợi cho ta rồi. Nếu không phải nhờ ba nàng điên nhà mình, ta còn chưa nghĩ ra được đây." Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Mạnh Thiên Sở đã đứng dậy ra ngoài. Phi Yến hỏi: "Sao mà điên chứ, còn chưa ăn mà, chắc lại đi đâu nữa rồi?" Mạnh Thiên Sở vừa đi vừa lớn tiếng đáp: "Các nàng ăn đi, ta không ăn đâu, ta biết cái hộp đó đựng dùng làm cái gì rồi." Nói xong hắn đã khuất bóng ngoài cửa. Thiếp thân hộ vệ Chu Hạo đương nhiên bám sát sau hắn. Mạnh Thiên Sở vừa rồi nghe Phi Yến nói ba người họ diễn trò, tức thì nhớ tới Gia Cát Thâm nói Tử Lâm cô nương từ nhỏ ở trong đoàn hát, cái hộp này nhất định có liên quan đến diễn kịch. Hắn và Chu Hạo đến một đoàn hát ở trong huyện thành hỏi, quả nhiên cái hộp này được dùng đựng phấn trang điểm trong đoàn hát. Do người cổ đại dùng màu hóa trang khác với thời hiện đại cho nên hắn không biết, và vì nghề hát kịch thời cổ đại được coi là nghề đê tiện nên người trong nghề mới biết bột trang điểm là như thế nào mà thôi. Hạ Phượng Nghi và các nàng tự nhiên cũng không nhận ra. Xác định được vật đựng trong hộp, Mạnh Thiên Sở liền bảo Vương Dịch mặc đồ thường đến gọi Gia Cát Hâm lại hỏi, còn bản thân thì về nha môn chờ. Lúc này Mộ Dung Huynh Tuyết cũng đã đến. Nàng đã thay y phục thành mặc đồ thường ngày, áo ngắn, quần ngắn. Hai người sau một đêm ôn tồn gặp lại nhau có phần hơi ngượng ngập. Gia Cát Hâm thần sắc vẫn còn tiểu tụy, khi tiến vào thấy Mạnh Thiên Sở liền không người thi lễ. Hắn bảo y ngồi xuống nói, vừa rồi để Vương Dịch thay y phục thường đến để gặp ông, phu nhân nhà ông có nghĩ ngợi gì không? Gia Cát Hâm đáp, may nhờ sư gia chu đáo, Vương Bộ Đầu khi đến nhà tôi đúng là giật nảy cả mình, nhưng tôi còn chưa nói gì thì Vương Bộ Đầu đã nói đến cùng tôi bàn chuyện làm ăn, phu nhân tôi tự nhiên cũng không hoài nghi, hơn nữa lại là nam nhân thì càng chẳng có quan hệ gì. Mạnh Thiên Sở gật gù lấy cái hộp đưa cho Gia Cát Hâm xem rồi hỏi, ông có thấy qua cái hộp này chưa? Gia Cát Hâm quan sát xong lắc đầu, chưa từng thấy qua. Ông nhớ kỹ lại coi. Thật không hề thấy qua, cái này là cái gì tôi cũng không biết. Mạnh Thiên Sở thấy y có vẻ không nói dối bèn lấy hộp lại bảo, lần trước ta nghe ông nói Tử Lâm cô nương sống trong đoàn hát cho nên ta nghĩ ông nhìn thấy cái này rồi. Gia Cát Hâm hỏi, thứ này là ở trong đoàn hát sao? Tôi thật không biết. Tử Lâm tuy lớn lên trong đoàn hát nhưng không tham gia diễn xuất, cho nên tôi không hề thấy qua. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, vậy ông trước giờ không hề nhìn thấy món này trên người cô ta sao? Gia Cát Hâm ngẫm nghĩ, nàng ấy khi đến đây ngay cả hành lý cũng không mang theo, mọi thứ đều do tôi mua cả, cho nên nó ắt không phải là thứ nàng ấy mang đến đâu. Thấy không hỏi ra được gì, Mạnh Thiên Sở cho Gia Cát Hâm trở về. Theo cách nói của Gia Cát Hâm, cái hộp này không phải Tử Lâm mang đến, hay ít nhất khả năng không lớn. Chẳng lẽ nàng ta khi ở một mình trong trạch viện đã có người đến đó sao? Nghĩ đến đây, Mạnh Thiên Sở quyết định đến trạch viện xem xét lần nữa, nhất định phải có thứ gì đó mà hắn chưa phát hiện ra.
Hắn dẫn theo Chu Hạo, Vương Dịch, Mộ Dung Huynh Tuyết ngồi xe ngựa đến Vãn Hà thôn. Khi còn chưa đến cửa thôn, ngay từ xa hắn đã thấy người người tụ tập ở ven lộ. Mộ Dung Huynh Tuyết thò đầu ra nhìn, nói: "Nhiều người đang khóc, chắc là có chuyện gì rồi." Mạnh Thiên Sở nói: "Mong cho đừng có chuyện gì, ta thật không mong xảy ra thêm chuyện nữa đâu." Khi xe ngựa đến gần, bọn Mạnh Thiên Sở xuống xe quan sát, quả nhiên có người chết. Đó là một trung niên nam tử nằm trên cánh cửa bị tháo xuống. Từ quần áo đang mặc có vẻ như là một nông dân, ướt sũng khắp người, đầu tóc tán loạn, gương mặt trắng nhợt, mắt nhắm kín, có vẻ như chết vì ngộp nước. Một cái chân còn mang giày cỏ, chân còn lại thì không. Các thôn dân thấy Vương Dịch mặc trang phục bộ khoái liền đứng thẳng cúi đầu. Vương Dịch hỏi xảy ra chuyện gì, có người liền đáp: "Quan gia, trong thôn có quỷ ám." Mạnh Thiên Sở nhìn bên cạnh người chết có một phụ nữ đang quỳ, xem ra có vẻ là vợ của y, nên bước tới hỏi: "Trong nhà có người chết, vì sao không báo?" Phụ nữ đó khóc lóc mà đáp: "Chàng ấy tự nhảy xuống ao chết, tôi báo gì bây giờ?" Bên cạnh đó có một bà già chề môi: "Chẳng lẽ nào Lưu Tứ nhà các ngươi biết bơi, ao nước sao dìm chết được, mau khai ra đi." Nghe bà già đó nói vậy, những người xung quanh đều gật đầu tán thành. Mạnh Thiên Sở đến vừa kiểm tra thi thể vừa nói: "Ban ngày ban mặt làm gì có quỷ, thế mà các ngươi cũng nghĩ ra được sao?" Phụ nữ đang quỳ đó chợt nói: "Thế nhưng ông nhà tôi nhìn thấy quỷ mà." Mạnh Thiên Sở nghe thế cảm thấy kỳ lạ hỏi: "Ngươi sao biết được?" Phụ nữ đó đáp: "Ông nhà tôi cái gì cũng tốt, chỉ có tật hay uống rượu, uống say mềm rồi mới về nhà. Tôi cũng biết hàng ngày ở nhà cái gì cũng dựa vào ông ấy. Ông ấy khổ quá nên uống chút rượu giải sầu cũng chẳng sao, nên cũng chẳng nói gì, mà nói ra cũng sợ ông tức lên đánh tôi và con. Tối hôm qua ông ấy đến nhà của cậu A trong thôn uống rượu, đến thật tối mới về, cửa nhà bị ông ấy đá ra. Tôi và bọn nhỏ bị làm sợ mà tỉnh giấc, ông ấy cả người ướt nhèm, dáng vẻ vô cùng kinh hoàng. Vừa tiến vào đã té xuống đất, miệng luôn nói đã nhìn thấy quỷ rồi." Mạnh Thiên Sở hỏi: "Vậy từ tối qua đến giờ đã trải qua mấy canh giờ rồi, sao bây giờ ông ta mới xảy ra chuyện? Tối hôm qua ông ta về nhà khi nào?" Phụ nhân đó đáp: "Không biết là khi nào cả, chỉ là ông ấy trở về mưa mới vừa dứt không lâu. Nhân vì ông ấy nói mưa dứt mới đi về nhà, khi đi quên mang rủ nên ướt. Từ tối qua về tới giờ đều cứ nói là thấy quỷ. Tôi vốn nghĩ là ông ấy uống nhiều rượu nên hồ đồ, nhìn gà hóa cuốc, không để ý gì. Nhưng sáng nay thì... trời ơi!" Phụ nữ nói xong khóc nức lên. Lúc này có hai đứa bé len ra từ trong đám người, đại khái khoảng 10 tuổi, đến ôm phụ nhân đó cùng khóc. Một nam tử ở bên cạnh đó nói: "Thật đáng thương, còn lại con côi mẹ quá, thật không biết phải sống làm sao nữa đây." Mạnh Thiên Sở tiếp tục kiểm nghiệm thi thể thêm một lúc nữa. Từ bề ngoài phán đoán là chết ngộp nước, nhưng khe nghe bà lão vừa rồi nói người chết biết bơi, cho thấy chuyện chết đuối này có vấn đề. Phụ nhân đó nói tiếp: "Sáng khi tôi dậy, nam nhân của tôi không còn trong nhà nữa. Tôi nghĩ ông ấy ắt là tỉnh rượu, đã đi làm rồi, không lo gì nhiều. Sau đó tôi làm cơm cho hai đứa con ăn, mang cơm trưa rồi dẫn con ra ruộng cho ông ấy. Đến đó không thấy ông ấy đâu, nghĩ đến chuyện tối qua ắt là ông ấy còn sợ, nên cùng hai đứa nhỏ chia ra đi tìm." Mạnh Thiên Sở hỏi: "Vậy không đúng rồi, nam nhân của ngươi mới chết có một canh giờ, từ sáng tới giờ ít nhất là đã hai canh giờ, chẳng lẽ khi ngươi tìm thấy y đã chết rồi sao?" Phụ nhân đó kỳ quái nhìn Mạnh Thiên Sở hỏi: "Sao cậu lại biết nam nhân nhà tôi chỉ mới chết có một canh giờ?" Vương Dịch nói: "Đây là hình danh sư gia của nha môn ta, phá án như thần. Nam nhân của ngươi chết lúc nào, vì sao chết đều không khó với sư gia người đâu." Vương Dịch nói vậy, những nông dân vây quanh lập tức dùng ánh mắt sùng kính nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở ra hiệu cho phụ nhân nói tiếp. Bà ta gật đầu thưa: "Chúng tôi đúng là tìm rất lâu, sau đó nhiều người làm ruộng trong thôn đều biết giúp chúng tôi tìm. Sau đó nữa chúng tôi ra ao làng thì tìm thấy ông ấy." Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: "Nghe bà nói vậy, người trong thôn giúp bà tìm chồng rất đông. Ta thấy Vãn Hà thôn ở đây cũng không lớn, vì sao mà tìm lâu như vậy mới được chứ?" Phụ nhân đó nói: "Chúng tôi lúc đó cũng nghĩ là như vậy, vừa cho là ông ấy có thể rời thôn lên huyện thành, vừa cho là không thể.
Nhân vì trước đó ông ấy không có nói, trên người cũng không có tiền, cho nên chúng tôi đi tìm khắp thôn lần nữa, sau cùng phát hiện ông ấy dưới ao. Mạnh Thiên Sở nghe đến đây chợt cảm giác như nam nhân Lưu Tứ này đột nhiên từ dưới đất chui lên vậy, vô cùng ly kỳ. Một đứa con của người đàn bà đó nói: chúng cháu đứng gọi cha, cha không thèm để ý chúng cháu, khiến mẹ sợ. Phụ nhân đó nói: lúc đó trong thôn có nhiều người đứng bên bờ gọi, rồi nói là nước ao lạnh, hơn nữa mới mưa xong, chắc là đường trơn mới té. Mạnh Thiên Sở bảo: ao ở đâu, dẫn ta tới xem. Một thôn dân nói: bà chị nhà họ Lưu, dẫn các quan lão ra đi đi, ta ở đây canh chừng cho. Phụ nhân đó cảm tạ luôn miệng, sau đó đi trước dẫn đường cho bọn Mạnh Thiên Sở. Nhiều người trong thôn cũng theo sau xem náo nhiệt. Đại khái đi được thời gian tàn một nén nhang, đến bên ao đất, Mạnh Thiên Sở nhìn hoàn cảnh xung quanh, thấy ao không lớn, có vẻ như dùng để chứa nước, dùng cho mùa hạn. Gần đây mưa nhiều nên nước ao đã lên cao. Xung quanh ao là ruộng và rừng trúc, còn có không ít những mô đất. Ở nông thôn, người dân thường hay chôn người thân ở đất ruộng hay đất vườn nhà, nên đâu đâu cũng có mộ phần. Phụ nữ chỉ vào một chỗ rồi nói: lúc đó ông ấy đứng đó, mọi người chúng tôi gọi bảo ông ấy lại, ông ấy chẳng thèm để ý đến ai, cứ đứng đó, lát sau rồi nhảy xuống ao. Mạnh Thiên Sở lúc này mới hiểu đầu đuôi, quan sát vị trí phụ nữ đó chỉ, thấy cách chỗ mình đứng cũng không xa, bèn hỏi: sao bà không đến kéo ông ta lại? Phụ nhân đó nói: ở nông thôn chúng tôi có lời dặn là người bị quỷ mê thì chỉ được gọi hồn phách, không được níu kéo, không thôi bản thân sẽ bị quỷ kéo theo luôn. Mạnh Thiên Sở gật gù. Lúc này có người nói: nhất định là bị nữ nhân chết ngày hôm trước bắt theo rồi, hoặc là bị nữ nhân hóa quỷ trong nhà vườn đó bắt đi, chúng ta phải bốc mộ cho nữ nhân đó, đem ra khỏi thôn mới được. Người dân xung quanh nghe thế đều đua nhau tán. Mạnh Thiên Sở hỏi: trước đây đã từng có một nữ tử chết trong căn nhà đó đúng không? Thôn dân vừa rồi làm ra vẻ thần bí đáp: đúng vậy, nữ nhân trước đây cũng như nữ nhân bây giờ đều là bị quỷ bóp cổ chết. Mạnh Thiên Sở tức mình mà nói: ban ngày ban mặt không được nói bậy nói bạ. Người ấy thấy quan gia tức giận, vội nín miệng lui trở vào trong đám đông. Mạnh Thiên Sở hỏi: các người cứ nói quỷ này quỷ nọ, các người chẳng lẽ có người nào đó nhìn thấy quỷ bóp người chết thật hay sao? Là nam quỷ hay là nữ quỷ? Mọi người thấy Mạnh Thiên Sở nổi nóng, không ai dám hó hé gì. Mạnh Thiên Sở chỉ vào người vừa nói lúc nãy, bảo y lên tiếng. Người này ấp úng đáp: quan gia, tôi chẳng thấy gì cả, tôi không dám nói loạn gì nữa đâu. Vương Dịch bảo: hiện giờ sư gia bảo ngươi nói, vậy thì ngươi phải nói. Một nam nhân tuổi hơi lớn trong đám nói: thấy thì chúng tôi chưa từng thấy qua, sư gia ngài là người đọc sách, ngài ắt phải biết chứ. Nếu như là vụ giết người thì vì sao hai nữ nhân đó đều chết trong phòng đóng kín cửa vậy? Nếu có người chết thì kẻ giết người đó làm sao rời khỏi phòng đây? Các thôn dân đều đua nhau gật đầu, thì thào bàn luận. Mạnh Thiên Sở biết người này nói có lý, điều này cũng là điều mà hắn chưa thể giải thích được. Người khác nghi ngờ rồi tùy ý suy đoán ra là điều hiển nhiên. Hắn không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại: người tên Lưu Tứ trước khi nhảy xuống ao đã nói cái gì? Phụ nhân đó đáp: Có nói, nhưng mà tôi không nhớ rõ. Lúc ông ấy nhảy xuống, mỉm cười nói gì đó với tôi và bọn nhỏ, cái gì là sau này ban đêm đừng ra ngoài, nó là sẽ gặp quỷ. Tối hôm qua khi trở về, ông ấy đã nhìn thấy nữ nhân chết trong vườn đó, cô ta định đi theo ông ấy. Nói như là thật vậy, Mạnh Thiên Sở cảm thấy cái đầu mình trở nên to ra. Hắn nhìn Mộ Dung Huỳnh Tuyết đứng bên cạnh, nhất mực không nói gì. Nhà đầu này hôm nay có vẻ an tĩnh, chỉ biết đứng nghe, mắt mở to chớp chớp, làm như chuyện hấp dẫn lắm vậy. Nam nhân đứng tuổi đó nói tiếp: lúc đó chúng tôi cũng ở hiện trường, Lưu Tứ đích xác là nói như vậy, và hắn không có nói dối đâu. Mạnh Thiên Sở quan sát những người xung quanh, ai cũng gật gù, làm như sợ hắn hoài nghi vậy. Hắn hỏi: cậu A đâu, cậu A có ở đây không? Một trung niên ốm mo bước ra, trong tay còn cầm cái cuốc nói: tôi là cậu A. Mạnh Thiên Sở trước đó còn cho rằng cậu A nhất định là một cậu thanh niên, không ngờ lại bước ra một trung niên, tuổi tác chẳng khác gì so với người vừa chết ở đây. Mạnh Thiên Sở bảo: người kể lại sự tình đêm qua ta xem. Cậu A nói:
Lưu Tứ thường đến nhà tôi uống rượu. Tối qua nhân vì mưa quá lớn, đi không được nên ngồi lại uống thêm mấy ly. Hắn cứ nói phải về, sợ người trong nhà lo lắng. Khó khăn lắm, trời mới dừng mưa, hắn liền về ngay. Nhân vì đường về nhà hắn phải đi ngang qua khu nhà ma đó, cho nên tôi bảo hắn đi ngang qua đó thì đi cho nhanh. Thật không ngờ, nếu biết thế tôi đã giữ hắn ở lại đêm rồi. Mạnh Thiên Sở hỏi: Từ nhà của ngươi đi về phải đi ngang qua khu nhà vườn đó sao? Cẩu A gật đầu đáp: Đúng vậy, đi bằng đường khác thì rất xa. Mạnh Thiên Sở nói với người phụ nữ: Vừa rồi ngươi nói nam nhân của ngươi trở về thì quần áo ướt hết, thế nhưng cẩu A nói là y trở mưa rớt mới về, vậy y phục trên người y vì sao mà lại ướt vậy? Phụ nhân đó đáp: Tối hôm qua tôi có hỏi, ông ấy nói là đội mưa đi về. Ông ấy nói là gặp ma, sợ quá té xuống vũng nước nên ướt hết quần áo. Án tự sát này có vẻ kỳ quái, hơn nữa lại liên quan tới ngôi nhà vườn kia, cho nên Mạnh Thiên Sở muốn đến xem xét khu nhà vườn rồi mới quyết định. Hắn ra lệnh cho người phụ nữ theo sau xe vận chuyển xác Lưu Tứ về nha môn, để lát nữa hắn sẽ về kiểm tra thi thể người chết cẩn thận lại. Sau đó hắn đến ngôi trạch viện được cho là có ma, phát hiện cổng lớn đã bị mở. Sau khi ngẫm nghĩ, hắn nhớ lại lúc sáng khi đi có đóng cửa lại cẩn thận, quay đầu lại nhìn Mộ Dung Huỳnh Tuyết vẫn đi sát sau. Hắn không nói cho ai biết là bản thân đã ở cùng nàng suốt một đêm trong khu nhà này, vì dù hai người không làm gì, tránh bị người ta nói này nói nọ là điều nên làm. Mộ Dung Huỳnh Tuyết lúc này cũng rất ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi: Mạnh gia, huynh chẳng phải là đóng cửa rồi sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu, xem ra hắn không nhớ lầm. Như vậy thì ai là người đã mở cửa đây? Mạnh Thiên Sở đứng ở cửa xem xét tình huống trong vườn, quả nhiên ở trên mặt đất có dấu chân. Hắn cúi xuống nhìn, từ độ to nhỏ của dấu chân thấy ứng với chân của nam nhân thân cao khoảng 1m7. Vương Dịch nói: Xem kìa, ở đó còn có một chiếc hài cọ. Mạnh Thiên Sở ngẩng đầu nhìn, thấy không xa đúng là có một chiếc hài cọ. Hắn bước tới kiểm tra, thấy chiếc hài bị lút xuống bùn, có vẻ như kẻ đi hơi vội, không cẩn thận đạp vào chỗ sình, giày bị lún vào rút không ra được nên hắn đã bỏ luôn. Kẻ này nhìn thấy cái gì, vì sao mà y lại phải đi vội vàng như vậy? Hắn đột nhiên nhớ lại người chết Lưu Tứ thiếu chiếc giày bên chân, chẳng lẽ lúc người dân trong thôn đi tìm y đã đến đây hay sao? Hèn gì mọi người không tìm được y, nhưng y đến đây để làm cái gì? Mạnh Thiên Sở mang trong lòng nỗi nghi hoặc trùng trùng, lấy giày cỏ giao cho Vương Dịch. Hắn lại nhìn quanh vườn, nhân vì khắp nơi đều là vũng nước và bùn sình, cho nên có thể nhìn qua dấu chân người đã từng đến được nơi nào. Mộ Dung Huỳnh Tuyết và Chu Hạo bám theo sau hắn, thấy dấu chân mất ở cửa nhà bếp, nhìn thang lên lầu không có dấu chân, phán đoán người đó chưa kịp lên lầu thì đã rời đi. Mạnh Thiên Sở bước vào nhà bếp, quả nhiên nơi này cũng có dấu chân, thế nhưng rất loạn, có vẻ như người đó đang tìm vật gì đó. Hắn cúi xuống quan sát, nhưng do ánh sáng trong nhà bếp có vẻ u ám nên nhờ Chu Hạo mang đèn. Chờ Chu Hạo rời khỏi, hắn nói với Mộ Dung Huỳnh Tuyết: Tối qua ta nhìn thấy cửa nhà bếp này tự mở. Mộ Dung Huỳnh Tuyết nghe thế lạnh sưng sống, liền hỏi: Huỳnh xuống đây quan sát sao? Có xuống đây, thế nhưng không vào nhà bếp, chỉ đứng ngoài nhìn. Hắn không cho Huỳnh Tuyết biết mình phát hiện gì, sợ nàng sợ hãi. Lát sau Chu Hạo mang đèn tới, nhà bếp lập tức sáng hơn nhiều. Hắn tiếp lấy cái đèn ra hiệu cho hai người còn lại đứng ở xa một chút, đừng che ánh sáng. Sau đó hắn quan sát kỹ đống củi, củi không nhiều. Khi hắn rút củi ra, phát hiện được gì đó, lập tức đặt đèn xuống, cúi người gần quan sát. Đó là một cái lỗ có đường kính khoảng 10cm, miệng không đồng đều, ở cửa có một ít lông tóc. Hắn cẩn thận lấy khăn tay bao gói số lông tóc này để về kiểm nghiệm, có thể đó là manh mối tốt dành cho phá án. Hắn quan sát lỗ hổng, phát hiện bên trong rất tối, liền đưa đèn lại nhìn, thì ra là một cái lỗ thủng góc tường, liền gọi Chu Hạo lại bảo: Người giúp ta xem cái lỗ này thông tới đâu, có ra ngoài tường không? Lát sau Chu Hạo quay lại nói: Tôi xem xét rồi, cái tường sau của nhà này có thể trực tiếp thông ra bên ngoài. Tuy cái lỗ này có thể thông ra bên ngoài, thế nhưng người ta không thể nào chui lọt, chẳng lẽ là do chủ nhân đặc biệt để dành cho chó mèo gì đó ra vào cho tiện hay sao? Mạnh Thiên Sở lại hỏi: Các người nói coi, cái lỗ này lưu lại ở đây là có ý nghĩa gì? Chu Hạo đáp: Trước đây ở nông thôn, nhất là ở dưới núi,
người ta thường để dành cái lỗ thông với nhà bếp để tiện cho việc dùng cây tre, trúc, đục ruột dẫn nước suối vào. Do vậy không có nước suối thì nước mưa tuôn vào cũng có thể chứa lại để nấu nướng. Huỳnh Tuyết cũng nói, cái này thì muội cũng biết, ở chỗ muội mọi người cũng làm thế mà, nếu để dành nấu ăn thì là đủ dùng. Chỉ có điều ở vị trí này có vẻ như không có nguồn nước nào để dẫn vào trong nhà bếp cả. Chu Hạo nói, tôi vừa rồi cũng chú ý điểm này và xác thực là chẳng có nguồn nước nào dẫn tới đây cả. Vậy có thể là chủ nhân của nhà này dùng vào mục đích gì khác rồi. Mạnh Thiên Sở đứng dậy thổi tắt đèn, căn phòng tối hẳn lại, cái lỗ không thấy được nữa. Nếu như chủ nhân đặc biệt tạo ra cái lỗ này, xem ra phải làm cho nó dễ thấy. Nếu như để vậy trong căn nhà này, đặc biệt là mới và sang trọng, rõ ràng là không phù hợp. Tuy nhiên do nhà bếp này không đủ sáng, cái động có vẻ ẩn bí, nếu như không đốt đèn lên chịu khó quan sát thì rất khó thấy. Ba người ra ngoài, Vương Dịch đã quay lại nói, cái giày cỏ quả nhiên là của Lưu Tứ, vợ của y đã xác nhận đó là thứ bà ta đan cho y. Mạnh Thiên Sở quay đầu lại nhìn vào nhà bếp, nếu như giày cỏ là của Lưu Tứ thì người đến ắt là y. Nhân vì giấu giày trong vườn, ngoại trừ của hắn và giấu xe ngựa ra thì chỉ có của y chứ chẳng còn của ai khác. Vì lúc sáng hắn đã bồng Huỳnh Tuyết lên xe, vậy y đến đây để làm cái gì? Đến trước đống củi nhìn cái gì đây? Đại khái là nhìn thấy cái động đó, hoặc là lúc đó trong động có cái gì khiến y hoảng sợ mới bỏ chạy như vậy. Ngay cả giày cũng không kịp lấy lại, thế nhưng y đã nhìn thấy gì chẳng ai có thể trả lời được cả. Kiểm tra xong ngôi nhà, Mạnh Thiên Sở dẫn mọi người về nha môn, trực tiếp vào phòng liệm kiểm tra thi thể của Lưu Tứ. Căn phòng này không đến 3 ngày đã có đặt 2 cỗ thi thể, một là Tử Lâm bị hắn kiểm tra xong, báo cho Gia Cát Hâm rồi, đại khái y sẽ nhanh chóng tới đem đi. Nguyên nhân chết của Tử Lâm rất đơn giản, bị người dùng tay bóp chết, không có hiện tượng trúng độc, không có dấu hiệu phạm tội liên quan đến tính dục. Ngoài ra, xác còn lại dĩ nhiên là của Lưu Tứ, gặp quỷ nhảy xuống ao mà chết. Mạnh Thiên Sở phát hiện chuyện quỷ quá linh dị ở nông thôn có vẻ thịnh hành, cái gì cũng bị mọi người làm ra vẻ thần kỳ. Trước đây hắn có vẻ nông thôn nghỉ phép, dường như đêm nào cũng nghe người lớn kể chuyện ma, từ cổ chí kim đều có, nghe giết rồi cảm thấy thường. Kinh qua kiểm tra, Lưu Tứ tuy chết vì ngộp nước nhưng lại vì do thần kinh bị ức chế dẫn tới đứng tim mà chết ngộp. Đó là loại chết ngộp không điển hình, hay có thể nói nguyên nhân tử vong của y không phải là chết ngộp vì nước thực sự, mà vì bị cái gì đó kích động thần kinh dẫn tới nhịp tim phản xạ quá dữ dội, gây sốc và đứng tim chết ngay lập tức. Trong tình huống bình thường, xuất hiện tình trạng này phần lớn là vì nước lạnh quá kích thích vào niêm mạc ở yết hầu, gây ra hiện tượng co rút thanh đới, hay là dẫn tới phản xạ ức chế thần kinh đưa tới tim đột nhiên ngừng đập, gây ra chết bất ngờ. Tuy nhiên Lưu Tứ biết bơi cho nên tình huống này rất khó xảy ra, như vậy có khả năng là bị người dọa sợ hãi quá, cộng thêm nước lạnh đầu xuân dẫn tới tim đột nhiên ngừng đập mà chết. Điều gây nên nỗi sợ hãi này là gì? Chẳng lẽ là nữ quỷ không có đầu kia chăng? Từ phòng liệm bước ra, Mạnh Thiên Sở mệt mỏi ngáp dài, nhân vì tối qua hắn không ngủ đủ giấc lại bận rộn cả ngày, hiện giờ trời đã sắp tối. Mộ Dung Huỳnh Tuyết thấy vậy liền khuyên, hay là chúng ta làm tới đây thôi, huynh về ngủ cho sớm đi. Mạnh Thiên Sở nhớ lại vật năng từ ngôi nhà ma về còn chưa được kiểm nghiệm, liền không muốn nghỉ ngơi nữa. Cho dù hiện giờ cảm thấy mệt nhưng hắn đã quen với việc gặp manh mối phá án thì cứ bám theo quên cả nghỉ ngơi. Hắn chào từ biệt Huỳnh Tuyết xong về nhà là vào thẳng vào thư phòng và thực nghiệm. Phòng này bình thường không có ai vào vì chỉ mình hắn có chìa khóa. Hắn đốt đèn, lấy nhúm lông từ ngôi nhà ma ra, bắt đầu kiểm nghiệm. Trải qua hơn nửa thời thần trong căn phòng đốt đèn sáng đó, Mạnh Thiên Sở chợt thốt, ta cuối cùng cũng hiểu rồi. Sáng hôm sau, Mạnh Thiên Sở thấy thư phòng của mình mở toang, Phi Yến đang đứng quay lưng về phía hắn, không biết đang tìm kiếm cái gì. Hắn rón rén bước tới, ôm chầm cô nàng từ phía sau, thừa lúc nàng chưa kịp phản ứng đã áp môi vào hôn ngấu nghiến. Tiểu Yến tử của ta, nàng đang tìm cái gì vậy? Tướng công tìm chung với nàng có được không? Phi Yến thẹn thùng dùng ngón tay ngọc dịa vào trán hắn bảo, làm người ta giật cả mình, không cần nữa, để thiếp tự tìm, chàng đi ngủ tiếp đi. Mạnh Thiên Sở thấy trời bên ngoài đã sáng liền hỏi, mấy thời thần rồi? Phi Yến đang cúi đầu tìm đồ trong tủ, không thèm để ý tới hắn, chỉ tùy tiện mà đáp, chàng quản gì đến chuyện đó, dù sao thì hôm nay chàng phải ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.
Mạch Thiên Sở không hiểu, liền hỏi: "Vì sao?" Phi Yến quay lại, gõ nhẹ lên đầu hắn, xong nép vào lòng hắn nũng nịu: "Hôm nay là ngày sinh nhật của Giai Âm tỷ tỷ, cũng là vợ hai của chàng. Chẳng lẽ chàng cũng như tối hôm qua là già du thần suốt không chịu về nhà hay sao?" Mạnh Thiên Sở đối với chuyện kỷ niệm ngày sinh này thực là bực tức. Hắn đã quen với sinh nhật theo lịch dương, còn cổ đại thì sử dụng lịch âm, thay đổi không biết sao mà lường. Hơn nữa, hắn là kẻ không theo thời gian ngày tháng gì hết, bây giờ phải nhớ thêm nào đó là tiết tiểu mãn, nhập phục, cái gì đó, thật là như kẻ đi trong mây mù. Khi nghe Phi Yến nhắc tới, hắn vỗ trán nói: "Đúng là tiểu yến tử của ta, chú đáo, nếu nàng không nói thì ta quên rồi. Được thôi, ta không đi đâu nữa." Hắn chuyển thân đi hai bước, chợt quay lại nhìn thân thể yểu điệu của Phi Yến, không khỏi cảm thấy động tâm, liền quay lại ôm chặt nàng, giở trò mặn nồng âu yếm. Phi Yến dãy nảy: "Thiếu gia của em à, tha cho em đi, lúc này em không có hầu chàng được đâu, thiếp đang tìm một thứ rất quan trọng đây này." Mạnh Thiên Sở vẫn giữ chặt không buông, như chú heo con bám vú mẹ, giữ dịt lấy nàng từ phía sau nói: "Nàng có vật gì quan trọng giấu trong thư phòng của ta vậy? Nàng chẳng phải có phòng riêng rồi hay sao?" Phi Yến mỉm cười quỷ bí, quay lại nhìn Mạnh Thiên Sở nói: "Thiếp nghe nói nam nhân đều có giấu tiền riêng, thiếp nghĩ đi nghĩ lại, tiền riêng của chàng chỉ có giấu trong phòng này là an toàn nhất thôi. Thiếp giúp chàng tìm để mua quà sinh nhật cho nhị phu nhân." Mạnh Thiên Sở nghe thế cười lớn, lòng nghĩ cô nàng Phi Yến cổ quái tinh linh này thật đúng là cái gì cũng nghĩ ra được, ngay cả chuyện kiếm tìm tiền riêng của hắn mua quà cho Tả Giai Âm cũng nghĩ ra. Hắn nắm Phi Yến đi nhanh tới giường, ném nàng xuống, sau đó quay lại đóng cửa. Phi Yến bấn lên chuẩn bị bò dậy, ai ngờ động tác của hắn quá nhanh, vừa chồm lên đã bị hắn đè bẹp xuống, bắt đầu hôn hít sờ soạng loạn cả lên. Phi Yến nói gấp: "Thiếu gia ngoan, ban ngày ban mặt thế này chàng tha cho thiếp đi, trong vườn đầy người, đầy tớ nha hoàn, còn có đại phu nhân và nhị phu nhân nữa, chàng đóng cửa như vậy thiếp thẹn chết luôn." Mạnh Thiên Sở đã nghe ngoài vườn có tiếng cười khúc khích, hắn cũng tủm tỉm, vừa cởi y phục của Phi Yến vừa nói: "Ta cho nàng tiền riêng không có vấn đề gì, nhưng nàng phải báo đáp ta mới được. Nàng biết ta cả năm giấu riêng chẳng được bao nhiêu tiền, cho nàng hết thì nàng phải cho ta lại cái gì đó chứ." Phi Yến đã có vẻ đầu hàng, vừa rên rỉ vừa nói: "Thiếu gia, tha cho em đi, vừa rồi em chỉ nói chơi thôi mà. Cái nhà này đều là của chàng, chàng cần gì phải giấu tiền riêng chứ?" Mạnh Thiên Sở nghe thế vẫn le lắt đôi tay khắp người Phi Yến, áo ngoài đã được cởi, những chỗ đặc biệt trên cơ thể nàng và hắn đều đã có phản ứng. Thế nhưng hắn không gấp gáp làm gì, chỉ nhìn say sưa gương mặt ửng hồng của Phi Yến hỏi: "Nàng không tìm tiền riêng, vậy nàng tìm cái gì? Nói mau, nói mau." Phi Yến mắc cười đáp: "Không có, không có cái gì mà, thật mà." Mạnh Thiên Sở thấy Phi Yến không nói thật, loáng cái đã lột phát y phục toàn thân của nàng, chỉ trừ lại cái áo yếm màu hồng che hở làn da trắng nõn nà tươi mịn. Hắn cúi đầu bắt đầu hôn từ cổ, vì hắn biết đó là bộ vị mẫn cảm nhất của Phi Yến. Nếu hiện giờ là ban đêm, khi bị hôn vào chỗ ấy, Phi Yến nhất định phải rên rỉ, thở hổn hển đầu hàng rồi. Thế nhưng hiện giờ là ban ngày, bên ngoài lại có nhiều người. Tính cách nhút nhát của cô nàng khiến cho dù nàng thuận theo hắn, ân ái trọn vẹn cả quá trình, cũng dáng cắn răng, không dám hé miệng, rên rỉ to tiếng nào. "Nàng mà không chịu nói thật, ta sử dụng đòn sát thủ đấy." Mạnh Thiên Sở cũng thở khì khì nói. Đòn sát thủ của Mạnh Thiên Sở nói thực ra là chuyện hắn trói nàng trên giường rồi cởi sạch không chừa một mảnh vải, sau đó hôn từ đầu tới chân, cuối cùng kích thích cho Phi Yến sắp điên tới nơi rồi mới điên cuồng tiến sâu vào thân thể nàng. Giây phút đó, đừng nói chi là Phi Yến, bất kỳ nữ nhân nào cũng vì sự sung sướng quá độ mà cất lên tiếng nấc hoặc thậm chí hét thật to. Phi Yến nghe thế cảm thấy hiện giờ đã bị hắn giày vò, suýt hét lên rồi. Nếu thêm đòn sát thủ nữa thì bản thân hôm nay rõ ràng là không mất mặt không xong, cho nên vội vã nói: được rồi, em nói, chàng dừng lại đi, em nói mà." Mạnh Thiên Sở dừng lại, Phi Yến lên tiếng: "Kỳ thực đây là chủ ý của nhị phu nhân, tỷ ấy nói cứ mãi không nhìn thấy bức mặc bảo, bức viết chữ thư pháp nào của chàng cả, bảo thiếp vào lén lấy một cái, đi đóng khuôn, treo lên đại sảnh." Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ: "Ta làm gì có bút mặc bảo nào, bút lông còn cầm không xong, các cô định tìm mặc bảo của ta thì tìm tới Tết công cô cũng không có." Phi Yến nói xong, thấy Mạnh Thiên Sở không chịu dừng tay, liền van nài: "Em nói thật đấy, cầu chàng tha cho em đi, hơn nữa hôm nay chàng không thể cùng em làm chuyện đấy được." Mạnh Thiên Sở kỳ quái hỏi:
Vì sao? Phi Yến cung tay đánh nhẹ vào ngực hắn. Chàng lại quên rồi, hôm nay là sinh nhật của Giai Âm tỷ tỷ, chàng phải cùng tỷ ấy động phòng. Nếu cùng với thêm làm chuyện ấy, người ta chẳng phải là mắng thiếp chết hay sao? Mạnh Thiên Sở bị Phi Yến khêu gợi không chịu nổi nữa. Nếu bảo hắn ráng nhịn suốt ngày chờ cho tới đêm thì thống khổ biết chừng nào, liền chu chéo. Giai Âm đang có mang mà, không thể ấy ấy. Hơn nữa, nếu nói là với nàng, nàng ấy không để ý đâu. Nếu nàng không chịu đó hả, ta không cho nàng đi. Ta không cần biết ban ngày hay là ban đêm, trong vườn có người hay không có người, ta hiện giờ cứ muốn cô tiểu ưu tinh mê chết ta đây. Nói xong, hắn cúi xuống định cắn nhẹ vào tay nàng. Phi Yến vội lách người khiến hắn hôn hụt. Phi Yến cười hì hì nói, Được rồi, nếu như Giai Âm tỷ không phản đối, thiếp sẽ chiều chàng. Thế nhưng phải chờ tới tối, hiện giờ tha cho thiếp đi. Nếu không thiếp không thoải mái, chàng cũng không thích thú gì đâu. Nói lời, nhớ giữ lấy lời đó nha. Dạ. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới chịu buông nàng ra. Nếu nàng mà lừa ta, lần sau ta nhất định lột sạch nàng, trói giữa vườn, yêu nàng trước cả nhà luôn. Phi Yến vội vã mặc quần áo, mặt đỏ bừng mở cửa, trước khi bước ra còn nói, à đúng rồi, quên nói cho chàng hay, Tuyết Nhi tối nay cũng đến. Nói xong, nàng chạy thật nhanh ra ngoài. Từ án xảy ra ở nhà họ Miêu, Tuyết Nhi đã qua ở nhiều ngày ở trong nhà Mạnh Thiên Sở, rất hợp với ba vị phu nhân của hắn. Không ngờ sau khi nghỉ ngơi bảo dưỡng, lấy lại sức khỏe, nàng đã kiên quyết đòi đi, nói là định về nhà cha mẹ, mọi người cố giữ, nhưng nàng không nghe. Viện lý do là ở lại thì cứ nghĩ mãi tới chuyện của nhà Miêu gia. Mọi người nghĩ thấy cũng phải, liền phái người đưa nàng về nhà cha mẹ. Tuy nói là về quê, kỳ thực nhà cha mẹ của nàng cách đây cũng không xa. Sau khi về, Tuyết Nhi thường phái người mang cây trái tươi tới biếu. Lần này nhân ngày sinh nhật của Tả Giai Âm, nàng ta thân làm muội muội, dĩ nhiên cũng phải tới. Ngày hôm đó, mọi người chơi đùa rất vui vẻ. Nhân là vì sinh nhật của Tả Giai Âm nên họ uống rượu không ít, đặc biệt là Mạnh Thiên Sở. Hắn thậm chí còn đòi tới tối động phòng với Tả Giai Âm, nhưng nàng không chịu. Nó là vì đứa con trong bụng đuổi hắn ra, bảo qua đi tìm Phi Yến ngủ. Và thế là Mạnh Thiên Sở lần đi tìm Phi Yến chung gối mộc yên ương. Sau khi đại chiến 300 hồi, miệt mài quá nửa đêm mới chịu ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Mạnh Thiên Sở dậy sớm luyện công. Tuy chinh chiến tưng bừng suốt nửa đêm mà hắn không mệt gì. Sau khi tẩy rửa xong, hắn thấy vợ của Chu Hạo là Lý Lâm Tĩnh đang múa kiếm, liền hỏi, lão Chu nhà bà đâu rồi, tôi muốn ra ngoài. Lý Lâm Tĩnh nghe Mạnh Thiên Sở hỏi mình, liền thu kiếm đáp, thiếu gia, ngày hôm nay dậy sớm nha, tôi đi gọi ông nhà ngay. Chẳng mấy chốc, Chu Hạo đã nhẹ nhàng bước tới. Hai người ngồi xe ngựa tới nha môn, sau đó trực tiếp tới nhà của Mộ Dung Huynh Tuyết, rước nàng đi tới ngôi nhà ma. Trên đường, Mộ Dung Huynh Tuyết thấy Mạnh Thiên Sở tinh thần phấn khởi. Mọi người đều biết tối qua là kỷ niệm sinh nhật vợ hai của hắn, và biết hắn uống rượu rất nhiều, không ngờ hôm nay hắn dậy sớm mà lại sung sức như vậy. Mạnh Thiên Sở thấy Mộ Dung Huynh Tuyết cười hi hi nhìn mình, cố ý chọc nàng, nhìn ta làm gì, mặt ta trổ hoa sao? Mộ Dung Huynh Tuyết che miệng cười, đều nói là người gặp đắc ý tinh thần sảng khoái, Mạnh gia hôm nay mặt tươi như trăm đóa hoa nở vậy, rõ ràng là người đang giữa rừng hoa, muội tự nhiên phải nhìn rồi. À, điêu ngoa, coi ta chị cô ra sao đây. Nói xong, hắn tò tay ra nựng gò má trắng hồng của nàng. Mộ Dung Huynh Tuyết cười khanh khách, ngồi xuống cạnh Chu Hạo, làm mặt quỷ với hắn nói, muội ngồi kế cao thủ võ lâm, các huynh làm gì được muội nào. Chu Hạo cũng cười, một xe ngựa nho nhỏ thế này mà hai người quậy tưng bừng như vậy rồi, nếu mà ở chỗ rộng rãi một chút, không biết hai người điên tới mức nào nữa, đúng là một đôi oan gia mà. Mộ Dung Huynh Tuyết nghe thế đỏ mặt không nói gì. Khi đến ngôi nhà quỷ, nàng nhảy xuống xe hỏi, hôm nay đưa mọi người tới đây, nhất định là huynh phát hiện ra manh mối gì với cái lỗ trong nhà bếp rồi, đúng không? Mạnh Thiên Sở gật đầu nói, đúng là cô thông minh, cái gì cũng biết. Ta đưa mọi người tới đây là định nhờ mọi người ôm cây đợi thỏ giùm ta. Nói không chừng ở đây vài ngày sẽ xuất hiện chú thỏ nào đó, cũng không chừng. Ba chúng ta mấy ngày nay đừng mong về nhà. Mộ Dung Huynh Tuyết hỏi, vậy sao huynh không nói trước với muội, muội chí ít cũng phải nói cho người nhà một tiếng chứ, để mọi người lo. Chu Hạo cho xe ngựa vào tàu, trở lại bên họ nói với giọng khôi hài, người nhà cô thấy một công tử phong độ ngút trời này đem cô đi, bọn họ còn lại trời, không cả cô cho mau chứ còn lo cái gì nữa. Mạnh Thiên Sở nghe thế cười ha hả. Mộ Dung Huynh Tuyết tức giận dậm chân miệng cáu,
Chu đại thúc, thúc và huynh ấy ở với nhau lâu như vậy, thúc đã học được cái tính mồm mép của huynh ấy rồi. Cái gì mà gả, với lại không gả chứ. Chu Hạo cười nói, coi kìa, còn không phải nữa sao, đã gọi huynh à, huynh hỡi rồi mà còn mắng ta. Tâm sự của cô nương người ta thật là khó đoán quá đi mà. Mộ Dung Huynh Tuyết bị Chu Hạo chọc cho không biết nói gì nữa, lại thấy Mạnh Thiên Sở cứ nhìn mình tủm tỉm cười, chỉ còn biết dậm chân dầu môi. Mạnh Thiên Sở hiếm khi thấy Chu Hạo pha trò, xem ra là tối qua uống với hắn khá nhiều, sự hưng phấn còn chưa hết nên mới cởi mở như vậy. Hắn đến bên cạnh Mộ Dung Huynh Tuyết, vỗ nhẹ lên vai nàng. Cô nàng quay đi không thèm để ý gì đến hắn. Mạnh Thiên Sở nhìn Chu Hạo, bắt gặp cái cười hiểu ý của ông ta. Ông ta đứng dậy đi ngay ra cửa. Mạnh Thiên Sở nói, coi muội kìa, chỉ là mấy câu nói cho vui thôi, muội lại tức mình như vậy sao? Mộ Dung Huynh Tuyết kỳ thực chỉ không biết trả lời Chu Hạo ra sao. Dù gì nàng cũng là một cô nương, có những lời chỉ có thể nghe mà không thể đáp được, thua thiệt là chuyện đương nhiên. Hiện giờ nghe Mạnh Thiên Sở dỗ ngọt, liền cười ngay. Nam nhân các người cứ chiếm tận mọi tiện nghi, chỉ biết khi phụ người ta thôi. Mạnh Thiên Sở cười ha hả, được rồi, Chu Hạo là trưởng bối, người ta đùa cũng không có gì là quá đáng cả. Dù sao thì muội sớm muộn gì cũng lấy chồng, nếu như mà không chịu lấy ta thì cứ nói một tiếng, còn nếu chịu thì ta bây giờ ta sẽ cưới muội ngay. Mộ Dung Huynh Tuyết nghe hắn nói vậy hơi ngượng mà đáp, được rồi, muội đi là được, dù gì ở đây chỉ để cho hai người chọc vui, huynh tự đi bắt con thỏ của huynh đi, muội không hầu đâu. Nói xong nàng cất bước định đi, Mạnh Thiên Sở vội kéo nàng lại nói, được, là ta sai, có được chưa, ta không nói nữa, chúng ta còn chuyện cần phải làm nha. Mộ Dung Huynh Tuyết chẳng qua cũng là giả vờ nói cho qua, cho nên sau đó hai người nói cười cười lên lầu. Khi đến phòng của Tử Lâm, mọi thứ đều như bình thường. Mạnh Thiên Sở nói, chúng ta cần phải xem xét kỹ căn nhà này, trước khi đi ra ta đã nhắn Vương Dịch mang người tới. Vừa rồi chuyện ôm cây đợi thỏ ta nói dưới lầu là thật đấy, hai người đừng cho là ta nói chơi. Mộ Dung Huynh Tuyết hỏi, thỏ ư, là ý gì vậy? Mạnh Thiên Sở đáp, chờ chúng ta bắt được cô sẽ biết hết mọi chuyện thôi. Mộ Dung Huynh Tuyết bĩu môi, làm ra vẻ thần bí gì chứ, huynh không nói ra sao muội biết huynh chờ đây là chờ người hay là quỷ chứ. Mạnh Thiên Sở đáp, không là người cũng không phải là quỷ. Trong lúc nói chuyện, Mạnh Thiên Sở đã cẩn thận quan sát khắp phòng, không phát hiện được gì, hắn có vẻ thất vọng ngồi xuống ghế. Mộ Dung Huynh Tuyết bước tới, thấy bộ dạng của hắn như vậy, biết là không tìm thấy gì, liền an ủi, nếu như thứ mà huynh phát hiện không dễ tìm thì huynh cũng không cần bực tức làm gì, có thể là chủ nhân của nó sợ bị người ta phát hiện nên giấu ở chỗ khá bí ẩn thôi. Mạnh Thiên Sở nghe nàng nói thế chợt đứng phắt dậy, cẩn thận tìm kiếm thêm lần nữa, miệng lẩm bẩm, muội nhắc ta mới nhớ, ta thấy nhất định là vậy. Nói xong hắn quay lại nhìn hai người Mộ Dung Huynh Tuyết và Chu Hạo đang đứng ngẩn ngơ ở đó, liền bảo, hai người đứng đó làm gì, cùng tìm đi chứ. Hai người cùng cất tiếng, huynh không nói tìm cái gì, chúng tôi làm sao tìm được. Mạnh Thiên Sở phì cười vỗ trán, coi ta kìa, ta cứ cố tìm mà quên nói cho hai người biết. Hai người còn lại cùng cười thông cảm, nghe hắn nói tiếp, cái ta muốn tìm cũng giống như là ở dưới nhà bếp vậy, đó là một cái lỗ đại loại như ở dưới đó. Hai người hiểu ý ngay. Mộ Dung Huynh Tuyết hỏi, trong phòng này đồ đạc không nhiều, chúng ta lần lượt kéo chúng qua một bên chẳng phải là biết ngay hay sao? Mạnh Thiên Sở nói, nhất định không thể ở sau tường sát với đồ vật, vì nó phải có một không gian trống nào đó. Mộ Dung Huynh Tuyết nhìn quanh nói, huynh là nói hung thủ sau khi giết người đã chui qua từ cái lỗ bí ẩn nào đó trong phòng này ra, thế nhưng cho dù là có, cái lầu này cao như vậy y sẽ té chết thôi. Mạnh Thiên Sở đáp, ta cũng nghĩ thoáng qua thôi, lời vừa rồi của muội nhắc nhở ta nhớ, nếu như chủ nhân không muốn người khác phát hiện cái phòng này có lỗ, hoặc là do cái phòng đẹp như vậy có lỗ nhìn không hay, cho nên y sẽ ẩn giấu nó đi. Mộ Dung Huynh Tuyết nói, nếu như người ta muốn giấu đi, như vậy muốn tìm sẽ khó đấy. Mạnh Thiên Sở nói, ta cũng biết là như vậy, do đó ta nghĩ cái phòng này có thể là có cơ quan gì đó, nên nhờ mọi người tìm dùm thử coi. Mạnh Thiên Sở nói xong, ba người liền chia nhau ra hành động. Sau một hồi bận rộn, ba người chẳng được kết quả gì, thất vọng ngồi xuống bàn tròn đưa mắt nhìn nhau. Mộ Dung Huynh Tuyết nói, có thể là căn bản là chẳng có thứ gì,
chỉ là do huynh suy đoán ra mà thôi. Nhân vì huynh không tin vào quỷ giết người, do đó huynh nghĩ đến chuyện hung thủ sẽ tìm cái lỗ nào đó để chui, do đó huynh suy đoán ra là có cơ quan gì đó. Mạnh Thiên Sở không cho là vậy hỏi. Hai người nhận thấy trong tình huống bình thường, một người ở trong phòng thường thì sẽ ngồi ở chỗ nào? Trước bàn hay là trên giường hay là vị trí nào khác đây? Mộ Dung Huynh Tuyết không hiểu ý của hắn lắm, tùy tiện mà đáp. Mỗi người mỗi khác thôi. Chu Hạo nói, nam nhân thường khi ngủ mới vào trong phòng, nếu không thì ở ngoài thư phòng đọc sách hoặc là ngoài uống rượu gì đó. Nữ nhân thì khác, thường giúp vào khuê phòng của mình thêu hoa, đàn cầm cái gì đó. Mạnh Thiên Sở nghe thế cao hứng đứng lên nói, hai người đều là chi âm của ta, ta nghĩ ta đại khái có thể tìm ra rồi. Mạnh Thiên Sở ngồi phục xuống dưới bàn quan sát kỹ, không phát hiện được gì, liền bước tới chiếc giường tìm khắp nơi cũng không phát hiện. Hắn ngẫm nghĩ, sau đó bước tới chỗ đặt cây đàn, rời nó qua một bên, quả nhiên thấy ở chỗ gần cây đàn có đặt một lò hương rất tinh xảo. Trong tình huống bình thường, những lò hương thế này đều không đặt sát ở cửa sổ, vì người ta sợ mùi hương, thường là hương trầm, sẽ bị gió bay đi. Hắn nhấc lò hương, quả nhiên nó được gắn sát dính vào bàn. Hắn khẽ xoay, liền nghe một tiếng rắc một cái. Không ngờ ở vị trí gần cửa có tiếng động. Đó là một bức họa hơi cũ, có vẻ như đặt sai chỗ. Nhân vì những chỗ như thế này chỉ có chiều rộng khoảng 1 mét, thường người ta không thể đặt tranh ở góc hẹp và hơn nữa thấp như vậy. Hiện giờ bức họa đã phân thành hai, ở giữa có một lỗ nhỏ, đại khái chỉ đặt vừa cái lò hương. Cái lỗ này sau khi mở ra chẳng mấy chốc đã khép lại, không lộ ra vẻ gì khác thường, cho thấy kẻ làm ra nó đã bỏ không ít tâm cơ. Mạnh Thiên Sở mỉm cười, Mộ Dung Huynh Tuyết và Chu Hạo vội bước đến. Mộ Dung Huynh Tuyết sau khi xem xét một hồi cả kinh than, trời ơi, có cái lỗ thật này, huynh sao mà biết được vậy, thần thánh quá đi. Nói xong nàng hướng ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái và kính phục nhìn hắn. Mạnh Thiên Sở nói, nếu như tao đoán không lầm thì chân tường đối ngược lại ắt là có một cái lỗ nữa. Ba người ra ngoài, nhân vì sắt cửa có dán lá bùa thần giữ cửa. Đây là theo quan niệm của người xưa, mỗi phòng đều có dán giấy thần giữ cửa để trừ tà. Bình thường thì chẳng ai chú ý. Mạnh Thiên Sở liền quan sát kỹ vào nó, phát hiện đó là bức vẽ hình quan vũ. Trước đây hắn đã thấy ở đây có một cái lỗ, liền nghiền ngẫm suy nghĩ, thế nếu như đã có cơ quan để mở từ bên trong, không có lý do gì không có cơ quan mở từ bên ngoài, chỉ cần tìm kỹ là được. Vào lúc này hắn phát hiện ở chỗ sát góc tường có một mẩu gỗ chìa ra, hình vuông chỉ to bằng ngón tay cái. Hắn cúi xuống ấn thử, bức họa trên tường bên trong lập tức tự mở ra, sau đó đóng lại y như cũ. Hắn đứng dậy thở phào, phát hiện Chu Hạo và Mộ Dung Huynh Tuyết vẫn đang tiếp tục nhìn mình một cách khâm phục, liền cười bảo, coi chừng mặt ta là hoa thật đấy nha, hai người nhìn gì mà dữ vậy. Hai người kia cười. Lúc này thì Vương Dịch cũng dẫn các nha dịch tới. Mạnh Kiên Sở xuống lầu, Vương Dịch thấy ba người họ có vẻ hớn hở, liền hỏi, sao hả, tìm được ngọc ngà châu báu của chủ nhân trước đây giấu ở đâu rồi à? Mạnh Thiên Sở cười đáp, còn hơn cả cái đó nữa, hiện giờ chúng ta tìm chỗ họp bàn một chút, bố trí sự tình cần làm tiếp theo. Mọi người nên nhớ, sự tình tiếp theo là quan trọng nhất trong số việc quan trọng đấy. Bóng tối phủ trùm xuống, Mạnh Thiên Sở và Mộ Dung Huynh Tuyết ngồi trên xe ngựa, bầu trời văng vẳng vài tiếng sấm chìm, rừng cây xì xào rung động, thế nhưng mọi người vẫn lặng yên. Họ lúc này đã chia ra các vị trí, bố trí sẵn, mai phục thực hiện kế hoạch ôm cây đợi thỏ. Mộ Dung Huynh Tuyết vạch vài bố che cửa sổ của xe ngựa ra nhìn. Mạnh Thiên Sở hỏi, có lạnh không? Mộ Dung Huynh Tuyết lắc đầu vẫn nhìn ra ngoài. Vậy đang nghĩ cái gì vậy? Muội đang nghĩ không biết nữ nhân chết trong trạch viện này trước đây có dáng vẻ như thế nào. Nghĩ tòa trạch viện to lớn này trước đây ắt là rất náo nhiệt, thế mà nữ nhân đó mới đến có nửa năm đã thành hoang vu. Có thật là vì người mà ảnh hưởng đến cảnh hay không? Mạnh Thiên Sở dịch người ngồi sát lại nàng. Mộ Dung Huynh Tuyết trước đây có vẻ bị Chu Hạo chọc cho sợ rồi, thấy hắn làm vậy liền dịch bông qua một bên. Hành động này lọt hết vào mắt Mạnh Thiên Sở, nhưng hắn không ép nói, ta phát hiện nữ nhân các người cứ thích ở trong thời điểm nào đó nghĩ về chuyện chẳng hề liên quan gì tới mình cả. Ví dụ như trời đổ tuyết thì thương cảm, trời mưa thì nhỏ lệ. Thấy nữ nhân khác không hạnh phúc liền nghĩ coi nam nhân của mình có xấu xa như vậy hay không. Hoàn toàn là loại tâm lý thỏ chết hồ ly buồn. Như vậy kỳ thực chẳng có gì là tốt cả.
Mộ Dung Huynh Tuyết cười đáp: "Muội kỳ thực cũng hiếm khi cảm khái như vậy, chỉ là nửa năm gần đây thấy và trải qua nhiều chuyện quá, gần như án nào cũng có liên quan đến nữ nhân, có xấu, có tốt, và dù sao nó cũng làm cho người ta bất giác nghĩ suy, và khi suy nghĩ thì phải dậy lên cảm xúc rồi." Mạnh Thiên Sở không nói gì, chỉ nhìn nàng, cảm thấy nha đầu này ắt là nhất mực sống trong quần khổ. Tuy là nữ nhân, nhưng vì hoàn cảnh sống mà khiến cho nàng cứng cỏi hơn người. Giống như cây sưng rồng vậy, trong điều kiện khắc nghiệt vẫn cố gắng mà sống. Nhưng đó chỉ là cứng rắn bên ngoài, bên trong thâm tâm lại vô cùng mềm mỏng. Tùy lúc thương cảm cho người khác, và chỉ cần thấy hoàn cảnh khác thường là phát sinh cảm khái vô hạn. Mưa sắp chụp xuống, giống như những ngày gần đây, trời nặng xà xuống ngọn cây như cái bát úp, toàn bộ khu nhà đen xì xì. Do không thể đốt đèn cho nên bọn họ lặng người trong bóng tối để chờ đợi. Thời gian dường như trôi đi rất chậm. Mộ Dung Huynh Tuyết ngồi rúc trong một góc xe. Do không biết là tối nay không được về nhà nên nàng không mang theo y phục gì để thay cả. Mạnh Thiên Sở thấy nàng run lên vì lạnh liền hỏi: "Hay là ta lên lầu tìm cho muội vài món y phục vậy?" Mộ Dung Huynh Tuyết đáp: "Áo quần trên lầu muội thà chết cũng không thèm mặc đâu, mặc vào ám ma xui thí mồ à." "Lạnh như vậy rồi mà còn mê tín nữa, cái mạng quan trọng hơn." "Không cần huynh lo, dù có chết vì lạnh muội cũng không mặc thứ y phục đó đâu." Mạnh Thiên Sở vì phản ứng của nàng trước đó nên không đừng đột đến ôm nàng. Hai người cứ ngồi như thế, gió len vào rèm thổi thốc tới mọi nơi. Mạnh Thiên Sở ép sát đến cửa, cố định rèm cửa cho gió nhỏ bớt đi. Sau khi trở về nguyên vị, Mộ Dung Huynh Tuyết không ngờ chủ động dịch người về phía hắn. Hắn đưa tay ôm nàng vào lòng, lần này thì nàng không cự tuyệt. Hai người dựa vào nhau, chẳng mấy chốc cảm thấy ấm hơn. "Huynh Tuyết, muội muốn ngủ thì ngủ một chút đi, chẳng biết còn chờ tới khi nào nữa đây." "Ngủ không được." "Vậy không nói, không ngủ, muội định làm gì?" Mộ Dung Huynh Tuyết không đáp. Trong xe tối như hũ nút, hắn chẳng nhìn thấy nét mặt của nàng, chỉ cảm thấy mặt nàng dựa sát vào ngực hắn. Hắn tưởng tượng đêm đó, nàng mặc đồ trắng, nằm dựa vào người mình, tim đập rộn hẳn lên, có vẻ như không kiềm chế được nữa rồi. "Huynh Tuyết, hỏi muội đấy, sao muội không trả lời?" "Không nghĩ hay làm gì?" Mộ Dung Huynh Tuyết khẽ đáp, hơi thở mơn man khiến Mạnh Thiên Sở cứ bức rứt không yên. Hắn cúi nhẹ đầu, môi cảm giác được cái trán trơn mịn của nàng. Hắn phảng phất như cảm giác được bờ môi anh đào mời gọi của đối phương, chợt phừng lên ý muốn hôn ngấu nghiến nàng. Hắn chợt nói: "Mau nhìn, có đèn." Mộ Dung Huynh Tuyết vội ngẩng mặt nhìn. Khi còn chưa kịp phản ứng gì, môi của nàng đã dính chặt vào cái gì đó thật kỳ diệu, hơi ẩm ướt, mùi vị rất lạ, tê tái, ngọt ngào. Nàng có điểm kinh hoàng, hai tay khẽ đẩy, nhưng rồi nhanh chóng bị cảm giác đó làm cho mê say, và nàng biết mình vừa bị lừa. Thật lâu sau đó, hai bờ môi rời nhau, hai người hít thở có vẻ gấp rút. Nàng thầm nghĩ, rất may là không nhìn được mặt nhau, nếu không thì ngượng chết. Tuy để cho người mình yêu hôn là điều hạnh phúc nhất trên đời, nhưng nó cũng là chuyện quá ngượng đối với nàng, nên mặt nàng nóng bừng như có nghìn con kiến bò rúc. Mạnh Thiên Sở ôm gọn nàng vào lòng, phảng phất như chờ tới phút giây này cả nghìn năm rồi vậy. Hắn nắp miệng vào tay nàng, khẽ nói: "Huynh Tuyết, ta rất thích hương vị trên môi nàng, có biết hay không? Đó là mùi vị của anh đào, cảm giác thật tuyệt vời." Mộ Dung Huynh Tuyết cất tiếng trách móc: Huynh thật đáng ghét, làm gì có đèn, chỉ biết lừa người ta." Mưa bên ngoài cuối cùng cũng đã dừng lại, trong vườn rất an tĩnh, chỉ nghe được tiếng nước mưa rỏ xuống bục đá. Mạnh Thiên Sở lần nữa nâng cằm Mộ Dung Huynh Tuyết, dễ dàng tìm lại bờ môi thơm làm cho hắn say cuồng. Mộ Dung Huynh Tuyết giống như chờ sẵn vậy, hai người chìm đắm trong nụ hôn sâu, ngấu nghiến, cảm thụ sự cảm động và khoái lạc đối phương mang đến cho mình. Canh hai vừa qua, đột nhiên có tiếng động phát ra từ trên lầu. Mạnh Thiên Sở vốn đang định cất tiếng nói gì đó với Mộ Dung Huynh Tuyết, nghe thế liền buông nàng ra. Đối phương còn chưa tỉnh thần thì hắn đã nhảy xuống xe. Đồng thời các góc ẩn bí trong trạch viện cũng vang lên tiếng động. Các bộ khoái và Chu Hạo cũng đồng thời ùa ra. Mọi người trước sau cùng Mạnh Thiên Sở xông lên lầu. Dưới cái nút nhấn bằng gỗ sát tường đó, trước đây Mạnh Thiên Sở đã đặt một cái lưới treo tòng tăng, đồng thời liên kết nó với một sợi dây. Kẻ từ trong cái lỗ chui ra nếu chạm vào trong lưới thì nhất định sẽ vướng vào. Lần này thứ vướng vào trong lưới quả nhiên không phải là người, cũng không phải là quỷ. Dưới ánh đèn, mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy nó.
Các bạn đang nghe chuyện Sư Gia Bá Đạo tập 47 được phát duy nhất trên kênh Audio Kiếm Hiệp do MC Khánh Duy diễn đọc. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập 48.